hài hước chàng trai nhảy múa trước camera livestream cập nhật mưa lũ ở Huế. Xe máy không người lái vẫn có pha lách chuẩn gây kinh ngạc. Thót tim cảnh em bé vài tháng tuổi nằm võng suýt ngã xuống đất. Ô tô dán khẩu hiệu an toàn giao thông nhưng lại vượt đèn đỏ. Hành vi phản cảm trên xe buýt khiến nhiều người đỏ mặt. Rạng sáng ngày 8 tháng 10, Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế đang livestream mực nước ở đập đá. Để người dân tiện theo dõi thì một nam thanh niên dừng xe máy, đứng nhảy múa trước camera cho người dân xem. Cụ thể, nguyên văn bài đăng chia sẻ như sau. Đêm hôm qua, để tiện theo dõi mực nước trên cầu đập đá tại Huế, fanpage Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế đã livestream tình hình tuyến đường này để người dân tiện theo dõi. Nhưng điểm nhấn là đến lúc 1 giờ sáng khi có một nam thanh niên đã ra giữa cầu mưa gió đứng nhảy múa một bài hát khá là cute cho người dân cùng xem. Sau khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận hài hước. Chắc khuya ổng bị vợ đuổi nên mới phải ra đây cho đỡ buồn đó. Chắc mới tỏ tình với crush thành công. Không ít người phản đối hành động này. Không khuyến khích nhé các bạn. Luật cấm dừng đổ và vượt trên cầu, nữa là đêm mưa gió thế này, bạn Minh Đức chia sẻ. Đoạn clip ghi lại cảnh một em bé vừa ngủ dậy nằm đu đưa bên mép võng, nhưng không ai biết. Lát sau, người dì phát hiện tức tốc chạy tới bế bé và vỗ về. Có thể thấy em bé trong clip chỉ vài tháng tuổi. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận vừa đồng cảm lại vừa phê phán. Thay vì bồng bế trẻ trên tay và đung đưa sẽ gây mỏi, nhiều bậc phụ huynh chọn giải pháp này sẽ tiết kiệm thời gian, công sức cho mình. Tuy nhiên, trẻ sơ sinh nằm võng có nhiều tác hại hơn mọi người tưởng, tiềm ẩn nguy cơ làm cong lưng, lệch cột sống có ảnh hưởng đến não bộ non nớt của trẻ. Đó là còn chưa kể bé có thể chuyển động và rơi ra khỏi võng. Một đoạn clip đang gây chú ý trên mạng xã hội, một đôi nam nữ đã có hành vi thân thiết đến mức phản cảm ngay trên xe buýt công cộng. Cụ thể, nam thanh niên thò bàn tay qua phần tay áo rộng và đưa vào phía bên trong áo của người bạn gái ngồi bên cạnh, có hành vi sờ soạng vô cùng khiếm nhã. Đáng nói là trên xe buýt lúc này có khá đông hành khách, nhưng đôi bạn trẻ vẫn vô tư thể hiện tình cảm quá đà như chốn công người. Đến khi phát hiện có người nhìn thấy, nam thanh niên mới dừng lại hành vi xấu hổ của mình. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 7 tháng 10, một chiếc xe máy không người lái bất ngờ băng qua đường và lao về phía nhóm người đang đứng túm tụm. Thấy chiếc xe, mọi người vội tránh sang hai bên. Xe máy không người lái tiếp tục lách qua khe hẹp giữa người đàn ông và chiếc xe máy đang dựng. Dù xảy ra va chạm nhưng mà chiếc xe máy nói trên vẫn tiếp tục lao về phía trước, thậm chí còn lách nhẹ nhưng không đổ. Sự việc khiến nhiều người kinh ngạc chạy theo. Trên mạng xã hội, đoạn clip đang thu hút sự chú ý, không rõ vì lý do gì mà chiếc xe máy bị mất lái. May mắn là không có tai nạn nào xảy ra trong lúc chiếc xe lao trên đường. Dán khẩu hiệu an toàn giao thông, hạnh phúc mọi nhà, nhưng tài xế xe ô tô lại lái xe ngang tàn, lấn làn, vượt đèn đỏ và đậu xe trên vạch kẻ đường của người đi bộ. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 6 tháng 10 ở ngã tư Đông Còi, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, khiến nhiều người bật cười và chê trách. Nhiều người để lại bình luận, bác ấy dán là để cho người khác đọc mà lái xe cẩn thận, chứ bác ấy ngồi trong xe đâu đọc được chữ quay ra ngoài. Mọi thứ đang dừng lại ở biển hiệu chứ chưa thấy một biểu hiện nào. Chúng tôi là Sài Gòn TV và các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để xem những đoạn clip camera nổi bật mỗi ngày.